Xin chào anh em nha. Hôm nay Thành Trung sẽ chia sẻ cho anh em một cách làm một cây mini bằng chung trà nha anh em. Đây là cái chung trà bị gãy cái quai nè. Thành ra Thành Trung lấy ra Thành Trung mà khoan một cái lỗ để làm cái cây mini bằng cái chung trà nha anh em. Thì nếu mà anh em nào mà có những cái chung trà gì muốn làm những cây mini nhỏ nhỏ chơi đó, thì anh em khoan lỗ vậy nè cho nó thoát nước nha. Nhưng mà nhớ là anh em khoan này là phải mua mũi khoan kiến nha, mũi khoan kiến 8 ly hay 10 ly vậy nè, chứ không có dùng là mũi khoan bê tông anh em. Đây là Thành Trung đó, đây là một cây đinh lăng, loại lá này cũng rất là đẹp, là một cây mini nhỏ nhỏ chơi nha anh em. Thì bây giờ trước tiên nếu mà anh em nhìn cái cây mà muốn làm dáng thế thì sao đó, thì mấy anh em dùng dây kẽm nè, các anh em bẻ hết trước xong xuôi người ta cặp cây vô rồi chúng ta quấn theo đó chúng ta uống. Thì nói chung là Thành Trung ở đây thì tự tìm cây để chơi ha, nói chung cây gì cũng được, quan trọng là mình thích là được rồi. Chứ mỗi cây mà mỗi mua thì tiền đâu mà mua nổi anh em ơi. Bây giờ mình sẽ tiến hành chung quấn nha. Thì chia sẻ anh em một cách quấn là anh em dạng, để cho anh em dạng tay đó. Thì anh em quấn như Thành Trung như nè, cây gì thì chúng ta cặp dây bẹ vô, chúng ta quấn lại, quấn thật khít lại. Nhưng mà chúng ta bẻ thì chúng ta không có sợ gãy nha nè. Đây là cây Thành Trung nó định hình sẵn này, mình đã uống cây sẵn này, làm sao mà ta đưa theo nó thôi thật sự khỏe. Bây giờ anh em cặp cây vô anh em bón. Nói chung đinh lăng này cũng dễ chơi nha mọi người, nó rất là dễ trồng, chỉ cắm nhánh ghim là nó sống thôi. Nói chung là một cây mini nhỏ nhỏ chơi nó đỡ buồn. Các cô chú anh chị và các bạn nào mà có vào clip Thành Trung xem thì nhớ cho Thành Trung một lượt đăng ký kênh nha cô chú anh chị, để cho Thành Trung có động lực làm những clip khác hay hơn nha. Thành Trung sẽ quấn như vậy. Chú anh chị mà có xem thấy mà hình nó hơi mờ hay là nó không rõ gì đó, thông cảm gì nha, thông cảm cho Thành Trung nha, tại vì Thành Trung làm điện thoại nó cũng không được cao cấp gì mấy, thành ra có đôi lúc màn hình nó không có được đẹp cô chú anh chị, tại vì sở thích thì Thành Trung chơi chia sẻ tới cô chú anh chị chứ cũng không có tiền đâu. Đây Thành Trung bẻ nha các chú đi, đây Thành Trung quấn gì nè, đơn giản thôi, chúng ta quấn cách này là dễ bẻ, rất là dễ bẻ nha các chú chị, chúng ta không có sợ mà dập hay là ấy thân gì đâu, cô chú chị cứ bẻ bình thường thôi. Cô chú anh chị bẻ mà cảm thấy vừa tay được rồi. Đó. Bây giờ chúng ta có thể là xong nghe cô chú anh chị. Bây giờ chúng ta để vô cái chậu rồi chúng ta sẽ sửa lại nha. Chúng ta để vô.
ta để vô đi rồi coi cái hình nó ra sao thì chúng ta sửa lại. Cũng rất là đơn giản thôi chứ chỉ có một cây mini nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Nói chung đây là chất trồng thì cát, đây cát với sơ dừa. Cát nhiều hơn sơ dừa. Đây xong nghe cô chú anh chị nhìn cũng dễ thương, xinh xinh, nhỏ nhỏ xinh xinh. Rồi đã hoàn thành, có một cây mini nhỏ nhỏ xinh xinh. Nếu mà cô chú anh chị nào mà có thấy hay thì cho Thành Trung một lượt chia sẻ nghe cô chú anh chị, để Thành Trung có động lực làm những clip khác để chia sẻ tới cho cô chú anh chị nha. Thì Thành Trung chia sẻ cho cô chú anh chị tham khảo, nếu mà thích thì làm theo cho vui. Nhìn cũng rất là ok nha cô chú anh chị. Thì giờ chúng ta tưới nước, chúng ta để vào trong mát, khi nó phát triển mạnh thì chúng ta đem ra chúng ta chơi thôi. Đây. Rồi cuối clip Thành Trung chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị ngày mới được nhiều sức khỏe. Bye bye, hẹn gặp lại.